đây là đường cùng, cuối đường là cái dựa ve chai, xe bán, xe ba gác này bán. Người ta hay để bảng lá mắt mật nhiều lắm ở con đường này, tầm 4-5 giờ là người ta đem ra, người ta quay nướng nhiều lắm. Không biết là ngày xưa cái đường Dương Bá Trạc á, nó có phải là tên Dương Bá Trạc hay không. Nó quẹo phải là đi về quận nhất đó, qua hầm Thủ Thiêm luôn đó. Rồi mình đi vô cái hẻm cây mít nha, hẻm chợ Nan Si ngày xưa nè. Em xin chào các anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây, giao lộ vòng xoay bên đường, bên khu Trung Sơn, khu dân cư Trung Sơn. Theo thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi về cái đường Dương Bá Trạc, đường Dương Bá Trạc quận 8. Thì hành trình hôm nay đi trên đường đi về, em sẽ dẫn các anh chị và các bạn chúng ta cùng ngắm lại cái con đường Dương Bá Trạc ngày xưa và cập nhật một số hình ảnh về con đường này ngày nay nha. Con đường Dương Bá Trạc ngày xưa thì không có lớn lắm, chỉ phân nửa này thôi, nhưng mà sau này thì nhà nước quy hoạch con đường này lớn ra, rộng ra, và cây cầu kinh sáng cũng lớn lên, rộng hơn nữa. Thẳng hướng cây cầu kinh sáng này chúng ta đi đến đường Dương Bá Trạc nè. Cây cầu kinh sáng bắc qua dòng sông kinh sáng, nhưng mà tiếc là không được đứng ở trên cầu nên em không quay được cái dòng sông để các anh chị các bạn xem nha. Các anh chị các bạn thông cảm nha. Có con đường này đặc thù, con đường đặc sản của con đường này đó chính là kẹt xe. Bây giờ Sài Gòn là 1 giờ trưa, nhưng mà chúng ta thấy cái phương tiện qua lại cũng rất là đông. Còn cái buổi chiều đông nhất là tầm giờ tan sở, rất là đông. Tầm khoảng 5 giờ, 6 giờ là sẽ kẹt cứng luôn, đi cà nhích. Từ cái cầu Nguyễn Văn Cừ nếu mà đường thông thoáng thế này thì chạy khoảng chừng 5 phút, chạy tốc độ vừa phải, còn kẹt xe là nửa tiếng không xong, có khi cả tiếng mới tới luôn. Bởi khi mà đi buổi chiều ở con đường này, các anh chị và các bạn nên né của khung giờ tan sở. Ở đây có cái hẻm số 2 Dương Bá Trạc, đi vô cái chỗ làm giấy tờ cà quẹt xe hoặc đóng phạt xe, khi mà những xe vi phạm. Sẵn đây mình đi vòng vô cái hẻm này ha, vòng vô hẻm này mình đi một vòng chơi cho các chị bạn ngắm, cùng nhìn lại cái hẻm bên trong cái khu này như thế nào ha. Ở đây nhà mới rất là nhiều. Nhưng mà đường xá thì cũng còn ổ gà, không có sạch sẽ. Bên tay phải mình có trường tiểu học Nguyễn Trung Trực. Chắc là trường này cũng có rất là lâu năm rồi. Ở đây là đường cùng, cuối đường là cái
dựa ve chai. Chúng ta thấy cuối đường là cái dựa ve chai rồi giấy vụn rất là nhiều luôn. Rồi thôi bây giờ chúng ta đi quanh trở ra nha. Đó, mình nghe tiếng gà gáy. Nhà đây có cái công viên nhỏ nhỏ để những người dân ở đây ra đây tập thể dục. Đây như là cái xóm lao động. Ở đây có mấy cái xưởng cơ khí. Đây có con hẻm đây nè, mình đi vô con hẻm này nha. Hôm nay mình loanh quanh ở chỗ này xem ở đây có gì là lạ không. Xe bán, xe ba gác này bán. Hẻm này không ra cái hẻm giao thông. Đây. Chúng ta quẹo qua đây là quay ra đường Dương Bá Trạc lại á. Chạy thẳng thì chúng ta sẽ lên cầu Nguyễn Văn Cừ. Ngày xưa thì chúng ta không có đi thẳng được, tại vì có con đường này là đường cùng. Khi mà đến gần vị trí này là coi như là nó là con đường mòn rồi, không có rộng lớn như thế này. Ngày nay thì rất là rộng lớn rồi, các anh chị thấy cái diện tích rất là, cái bề mặt rất là rộng. Cái khúc đường này buổi chiều bán rất là nhiều cái món ăn, từ dân dã cho tới hàng quán cao cấp. Nhưng mà cao cấp đây là trà sữa đó. Dân dã là những cái món vịt nướng, gà nướng, gà quay, heo quay Lạng Sơn, heo quay, gà quay, vịt quay, lá mắt mật. Ai không biết cái lá mắt mật là cái lá gì nữa, nên em không biết cái đó có gì. Nếu mà anh chị bạn biết lá mắt mật thì cho em xin cái comment nha. Không biết cái lá đó nó có cái vị như thế nào, mà thấy người ta hay để bảng lá mắt mật nhiều lắm ở con đường này. Tầm 4-5 giờ là người ta đem ra, người ta quay nướng nhiều lắm. Chúng ta lên cầu Nguyễn Văn Cừ nè. Cái cầu này thông qua cái đường Cộng Hòa ngày xưa đó, là cái chợ Nancy đó, cái chợ Nancy. Bây giờ là đường Nguyễn Văn Cừ. Thẳng cái cầu này chúng ta sẽ, nếu đi thẳng mình sẽ đi về quận 5. Còn nếu mình quẹo phải thì đi xuống đại lộ Võ Văn Kiệt, đi về quận Nhất, Hàm Thủ Thiêm. Hoặc là mình về quận 4 cũng được. Cái cầu này có hai nhánh quẹo phải, là một nhánh về quận 4 và một nhánh về quận Nhất.
này mới xây độ chừng khoảng 10 năm trở lại đây, nên các anh chị các bạn nếu mà xa Sài Gòn lâu có lẽ là không biết cây cầu này. Không biết là ngày xưa cái đường Dương Bá Trạc á, nó có phải là tên Dương Bá Trạc hay không. Quẹo phải là đi về quận nhất đó, qua hầm Thủ Thiêm luôn đó. Mà ngày nay thì theo em được biết thì đường Dương Bá Trạc vẫn là tên hồi đó giờ, nhưng mà không biết có phải như vậy không, vì những cái tài liệu trên mạng thì ta nói lung tung lắm mà cũng không có chính xác được. Tới khu này rất là đông rồi nè, mình quẹo phải là mình đi vô cái hẻm cây mít. Rồi chúng ta sẽ quẹo phải nha, quẹo phải ra Trần Hưng Đạo rồi chúng ta sẽ kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Cảm ơn bà con đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vinh Lâm TV nha. Nhân đây thì cho em gửi lời chúc sức khỏe đến các anh chị và các bạn lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Đây lúc nào cũng kẹt xe hết. Vô cái hẻm cây mít nha, hẻm chợ Nan Si ngày xưa nè. Rồi chúng ta sẽ đi ra đường Trần Hưng Đạo.